Tổng thống Joe Biden đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đón nhận nồng nhiệt khi ông thực hiện chuyến thăm thời chiến rất quan trọng để thể hiện tình đoàn kết của Hoa Kỳ sau vụ tấn công tàn bạo ngày 7 tháng 10 của Hamas nhắm vào dân thường Israel. Nhưng vụ nổ giết chết hàng trăm người Palestine tại một bệnh viện ở Gaza đã khiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hay như quốc vương Abdullah của Jordan hủy bỏ các cuộc gặp đã lên kế hoạch với ông Biden. Cả Israel và Hamas đều phủ nhận họ gây ra vụ nổ bệnh viện đó. Tại Israel, Tổng thống Biden thuyết phục ông Netanyahu cho phép viện trợ nhân đạo quốc tế đến giúp đỡ 2,2 triệu cư dân Gaza đang rất cần thực phẩm, nước và nhiên liệu. Và những chuyến hàng viện trợ đầu tiên đã bắt đầu được thông quan. Người biểu tình đã xuống đường ở Istanbul và nhiều thành phố khác trên thế giới hôm 18 và 19 tháng 10 để ủng hộ người Palestine và phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Một số người biểu tình cũng bày tỏ sự phẫn nộ với việc Hoa Kỳ ủng hộ Israel. Bất chấp chính sách ngoại giao con thoi chuyên sâu của Ngoại trưởng Antony Blinken, người đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ả Rập trong khu vực. Trong khi ông Blinken và Tổng thống Biden đang thăm Trung Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón ở Bắc Kinh. Đề cập đến xung đột Israel-Hamas, ông Putin cho rằng số lượng xung đột trên thế giới ngày càng tăng, càng củng cố mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Nga và Trung Quốc đã từ chối lên án các cuộc tấn công của Hamas nhắm vào dân thường Israel. Một chuyên gia nói với VOA rằng cuộc khủng hoảng này cho thấy Mỹ hiện là siêu cường duy nhất ở Trung Đông. Đây là siêu cường duy nhất có những quân bài quân sự thực thụ, và đó không chỉ là thứ mà nước này sẽ trao cho Israel cho cuộc xung đột. Đó là hai tàu sân bay ở phía đông Địa Trung Hải, đó là mối quan hệ an ninh với Jordan, với Ai Cập, với Ả Rập Saudi, với các nước xung quanh, và đó là băng thông ngoại giao để thực hiện các cuộc đối thoại và hoạt động mà bạn đã thấy, Ngoại trưởng Blinken và Tổng thống đã tham gia. Cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Matthew Pottinger nói với VOA rằng Nga và Trung Quốc đang hợp tác để đảo ngược trật tự toàn cầu được thiết lập sau Thế chiến thứ hai. Và bây giờ, khi Tập tiếp đón Vladimir Putin tại Bắc Kinh, đó là sự tiếp nối của một mối quan hệ đối tác sâu sắc nhằm cố gắng gây ra sự hỗn loạn ở châu Âu, gây ra sự hỗn loạn ở Trung Đông, để cuối cùng cố gắng gây ra sự hỗn loạn ngay tại sân trước của Trung Quốc. Nhưng một chuyên gia khác nói với VOA rằng, không giống như Nga, lợi ích của Trung Quốc ở Trung Đông có thể giống với lợi ích của Mỹ hơn. Tôi nghĩ lợi ích của Trung Quốc ở Trung Đông không phải là để có thêm chiến tranh và bất ổn, vì họ thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn năng lượng của khu vực. Ông Cutulis nói rằng, quyết định của các nhà lãnh đạo Palestine và Ai Cập không gặp Tổng thống Biden ngay sau vụ nổ bệnh viện không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy họ không sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ, mà là rằng họ rất nhạy cảm với những phản ứng trên đường phố của chính họ.